có một cái tác ý là không biết tối nay mình có gặp không. Niềm nở chào đón khách chứ không phải là hù dọa. Nhưng mà dù sao sợ chứ. Sợ chứ. Tưởng tượng vậy. Các bạn đang theo dõi Chuyện Du Lịch, nơi trải lòng và buôn chuyện của Hà Lạ Lạ, một người mê trải nghiệm, thích kể các câu chuyện văn hóa và chia sẻ các tips du lịch. Cảm ơn Mutun Việt Nam, thương hiệu dầu nhớt nổi tiếng đến từ Pháp đã đồng hành cùng tập podcast này. Rất là cảm ơn Mavis là ngày hôm nay đã dành thời gian đến buổi livestream. Có thể là em giới thiệu một chút với mọi người về Mavis được hay không? Dạ, cảm ơn chị Hà nha. Hello mọi người, mình là Mavis Phi Vũ Ký. Hiện tại mình đang làm một travel content creator. Hiện tại thì mình vừa mới đi xong hành trình 63 tỉnh thành Việt Nam. Và mình với chị Hà có một, như chị Hà nói là có một cái sự năng lượng tâm linh gì đó. Và nó như là sợi dây liên kết để kết nối mình với chị Hà lại với nhau. Và dẫn tới ngày hôm nay mình ngồi ở đây và rất là muốn chia sẻ đến cho mọi người. Giải thích với mọi người chút xíu đi, là tại sao Mavis lại biết đến chị nhỉ? Em nhớ không? Lần đầu tiên em biết tới chị là lúc nào? Thật ra nha, em là một người, trước đây em là một cô gái rất là nhát gan, vô cùng nhát gan, em không dám đi qua đường, lên sân khấu là run cầm cập vậy nè. Nhưng mà sau đó em đi du lịch và em đã nhận ra là qua những cái hành trình đi một mình hay là đi bụi thì em đã phát triển lên rất là nhiều. Nên là em cũng rất là ngưỡng mộ những người phụ nữ có thể đi một mình mà đi tới những nơi xa xôi. Và có một lần là em thấy một cái video về một cô gái, một người phụ nữ đã đi cái hành trình đi Ấn Độ một mình. Và em thấy kiểu, wow, thật sự rất là đáng ngưỡng mộ luôn á. Em cảm giác là một cái đó thật là vĩ đại ấy. Đó, thì đó là lần đầu tiên mà em biết tới chị. Xong vào kênh thì thấy rất là nhiều quốc gia mà chị đã từng đi nữa. Trong khi mà em rất là nhỏ so với chị. Và những gì em đi thì chỉ là mới vỏn vẹn trong Việt Nam và một vài quốc gia xung quanh thôi. Nên đối với em là em rất là ngưỡng mộ chị. Đúng. Vô cùng ngưỡng mộ. Đúng, đúng, đúng. Xong rồi tới lúc sau đó thì tới lúc mà chị có cái series on my lúc mà mùa dịch đây là bên Rặng Tuyết Sơn. Thật ra từ trước thì em đã luôn rất là thích đọc những cái quyển sách về những vùng đất xung quanh Himalaya hay là tâm linh. Đấy, thì em cũng đã từng đọc quyển bên Rặng Tuyết Sơn nữa. Đó, thì từ đó là em vào trong show đó và em ngồi em nghe. Sau này em cũng có mặt, gần như là sau này cũng có mặt. Và em bắt đầu có kết nối với chị nhiều hơn. Em vẫn nhớ là cái lúc đó mà có một cái tập nào đấy, hình như là về Tây Tạng hay sao đó, em và em nghe tới cuối luôn. Thì chị, em cảm giác lúc đó là em không biết là bao giờ em có thể chạm được tới chị. Em thấy chị, cảm ơn mẹ, cảm ơn em. Và đó là lần đầu tiên chúng ta kết nối với nhau. Và em cảm giác là, wow, có một cái gì đó cha thuê ở đây rồi. Và em cảm giác rất là thoải mái khi nói chuyện với chị. Và em dẫn lối tới hôm nay. Đầu tiên thì khi mà tại bởi vì chị nghe cái câu mà ai đó ngưỡng mộ mình á, thì chị thấy cái gì đấy nó xa vời quá. Nó không phải là chị thấy chị giống như là một người bình thường thôi. Và khi mà ai đó dùng từ ngưỡng mộ hay là gọi mình là idol ấy, thì chị cảm giác mình khá là áp lực. Mình chỉ muốn mình là một người bạn. Mình muốn sự gần gũi nhiều hơn là một cái gì đấy nó ở trên cao hoặc là ở xa. Chị thích cái cảm giác như vậy. Nên là với lại là nếu mà nhìn ra ha, thì trên mạng xã hội đi, Mavis sẽ là một cái nhân vật mà lượng follower hoặc là sự xuất hiện và sự hoạt động của em trên các nền tảng nó rất là nhiều. Nó là những cái con số mà chị phải nhìn lên em, chứ không phải là em nhìn chị, đúng không? Không đúng như vậy. Tại vì thật ra là cái thước đo của em không dựa vào việc là bao nhiêu follow hay là bao nhiêu tương tác hay là phủ sóng thế nào hết. Nhưng mà thật sự là em rất là ngưỡng mộ những cái trải nghiệm của chị. Đối với em là trải nghiệm của chị là những điều mà em nghĩ là phải lâu lắm nữa em mới thể đạt được. Cho người hỏi là nếu mà gọi là lần đầu tiên mà chị biết tới Mavis là từ lúc nào thì chị cũng không nhớ chính xác là từ lúc nào, nhưng mà chị nghĩ là chị biết Mavis từ lâu. Tại vì nếu mà đi đọc qua những cái hội nhóm về du lịch á, thì chị cũng đã đọc qua được những cái bài viết chia sẻ của em trên các hội nhóm rồi. Chị biết Mavis từ khá là lâu, nhưng mà nói thật ra mình vẫn chưa có vượt qua được cái định kiến của mình. Tại kiểu thứ nhất, chị là một người hướng nội thì chị sẽ không có phải là người quảng giao để tự mình sẽ đi kết bạn với bất cứ ai, mà thường những mối quan hệ của chị thì thường là mọi người sẽ liên lạc với chị trước, trừ khi là sẽ có một cái dịp nào đó mà có sự connect chung. Thì cái cơ duyên mà để mà biết tới em thì nó cũng phải là qua
online, thì mình thấy ủa quá lạ, tại sao có cô bé này lại vào đây để nghe những cái câu chuyện này. Tại vì theo cái mindset của chị nói, chị vẫn còn có một sự định kiến là một con người trẻ, mọi người có biết không, Avis nhỏ hơn mình, trẻ hơn mình tới một con giáp lận. Nó là nhìn đây nhìn giống như là hai mẹ con mọi người. Coi trong livestream cảm giác như là giống như kiểu là mẹ đang dạy con học á. Giờ mình lấy vở ra mình làm bài tập được luôn á. Thì lúc đó mình mới suy nghĩ rằng là ủa tại sao một cô bé mà thường là mình, cái mindset của mình là các bạn trẻ thích đi tới những nơi check in, những cảnh đẹp, thì tại sao lại vào đây nghe một cái buổi nói chuyện về những rặng tuyết sơn, những cái vùng đất mà thật sự là chỉ dành cho những người thích tìm hiểu về văn hóa. Tại vì những cái vùng này thứ nhất là đòi hỏi về sức khỏe, kiểu rất là khó đi, và cái chi phí để đến những cái nơi này thì nó cũng gần ngang tương đương với lại một chuyến đi du lịch châu Âu. Thì nếu mà đi châu Âu thì các bạn sẽ check in được rất là nhiều, thì tại sao lại vào đây nghe. Thì cũng thấy làm lạ với cô bé này mà vào ngồi nghe từ đầu tới cuối mọi người. Và cái series trên online đó thì mình làm tới 5 tập, có nghĩa là 5 quốc gia xung quanh dãy Himalaya, thì thấy cô bé này vào ngồi nghe thì mình cũng rất là bất ngờ. Và đó là cái dịp đầu tiên để mà hai chị em kết nối với nhau, và trở thành một cái hành trình sau đó mà hai chị em gặp nhau và hiểu nhau nhiều hơn, để rồi mình biết được rằng là mình đã sai lầm và mình phải bỏ qua những cái định kiến của mình. Và mọi người ạ, những cái gì mà mọi người có thể là nhìn thấy trên mạng xã hội ấy, đó chỉ là những góc mà một nhân vật người ta muốn show cho mọi người xem những cái góc đó thôi. Còn có những cái góc khác thì chưa có kể cho mọi người nghe. Cũng giống như ngày hôm nay mình mời Mavis đến đây để kể cho mọi người nghe những câu chuyện mà mọi người sẽ không thấy hoặc là chưa biết về Mavis. Vì câu chuyện của mình ngày hôm nay là câu chuyện hướng về tâm linh nè. Thì chị muốn hỏi em chút xíu là cảm xúc của em sau khi hoàn thành xong cái hành trình 63 tỉnh thành đó là như thế nào? Có thể tóm gọn trong một từ thôi. Tự hào. Thật sự là một sự tự hào. Em cảm giác rất là tự hào khi là một người con của Việt Nam và được đi hết 63 tỉnh thành Việt Nam của mình. Kiểu trước đây, lúc 6 năm trước, em không nghĩ là một ngày em có thể tới được cái cột mốc hôm nay ấy. Nhưng mà mình cứ chắc từng bước chân một, từng tỉnh thành một, và cuối cùng thì em cũng đã đạt được cái ước mơ của mình. Và một cái sự tự hào nữa đó là tự hào với chính bản thân mình. Trong cái hành trình 6 năm đó, nó có rất là nhiều biến cố. Đã có những lúc là mình nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc, đó là những lúc mình đã gục ngã giữa hành trình, tại vì mình gặp biến cố về sức khỏe và mình đã từng nghĩ là mình sẽ không đi du lịch được nữa. Mình đã từng gặp những cái biến cố với những người bạn đồng hành, hay là cũng đã từng bị mất đồ, từng lâm chuyện hết. Nhưng mà khi mà đã đến được hôm nay thì em cảm giác đó là một hành trình wow, thật là dài, thật đáng tự hào và thật sự rất là viên mãn. Xin cảm ơn bản thân tôi. Chị nghe em nói mà cảm giác em xúc động, mắt rất là long lanh luôn mọi người. Cái khoảng cách mà Hà đang ngồi đây nhìn Mavis là thấy cảm giác rất là xúc động. Nhưng mà sau khi mà em thực hiện xong chuyến đi 63 tỉnh thành đó thì mục tiêu của em tiếp theo là gì? Từ giờ tới cuối năm thì em đang muốn dừng lại một xíu để em có như kiểu là một cái khoảnh khắc lắng động lại để nhìn những gì đã xảy ra thời gian qua ấy. Thật ra như chị cũng biết đó, là em cũng đã đi rất là nhiều chuyến. Nhưng mà những gì trên mạng xã hội em chia sẻ nó chỉ là một phần rất nhỏ. Nó như kiểu nó chỉ là 10% của một cái tảng băng chìm với mọi người. Và thật ra trong cái hành trình đó thì em đã học được rất là nhiều, trải qua rất là nhiều điều. Và em thật sự đã ấp ủ là mình có thể viết một cuốn sách để có thể viết về cái hành trình mình đã qua, đã chiêm nghiệm ra những gì, như kiểu là một cái tảng băng chìm. Mà nếu mà các bạn yêu Mavis trong vòng 6 năm qua, hãy mua tảng băng chìm đó về đọc nhé. Các bạn sẽ có được một cái điều gì đó thú vị hơn để viết được về mình. Thì đó là dự định ngắn sắp tới. Còn dự định dài hơn thì em sẽ tiếp tục chinh phục những nơi trên thế giới, đến được những nơi mà em yêu khao khát, những nơi trong series, những bên đảo tuyết sơn của chị, những vùng đất em rất là ao ước từ rất là lâu, như Mông Cổ, Ai Cập nữa đó. Thì em cũng rất là mong chúng ta có thể đi với nhau một chuyến nào đó. Okay. Đó là những gì mà em ấp ủ thời gian tới. Có thể là một chuyến nào đó ở Himalaya ha. Chị hy vọng là như vậy. Còn cảm thấy là khả năng cao đấy. Hãy chuẩn bị sức khỏe về tinh thần, tất cả mọi thứ dành cho một chuyến đi tuyệt vời đến như vậy. Tuy nhiên rằng người ta có nói rằng không phải là mình muốn đi Tây Tạng là đi được đâu, phải rất là hữu duyên, phải rất là hữu duyên. Chẳng hạn giống như chị là, nếu mà nói ra thì chị đã lên kế hoạch để đi Tây Tạng đến 3 lần.
nhưng mà vẫn chưa đến được Tây Tạng. Mọi người có hay nhầm là chị đã đến Tây Tạng rồi nhưng mà chưa. Chị đến những vùng đất xung quanh Tây Tạng nhưng mà chị vẫn chưa đến được Tây Tạng. Chị không lấy làm tiếc đâu. Tại vì chị nghĩ rằng là cũng có thể nói rằng là để trước khi mình đặt chân được đến Tây Tạng thì ơn trên hay như thế nào đó cần phải cho mình có cái sự nhận thức. Có cái sự nhận thức đủ để hiểu thì cái chuyến đi đấy nó sẽ ý nghĩa hơn rất là nhiều. Chị nghĩ là vậy. Thì mình sẽ cần học những bài học khác trước đã, và mình hiểu về vùng đất đó, mình sự tìm tòi, sự tìm hiểu về vùng đất cũng như là bản thân mình nhiều đã, rồi thẳng đến Tây Tạng thì cái chuyến đi đó sẽ ý nghĩa nhiều hơn. Thì quay trở lại câu chuyện của em đi. Thì trong cái chuyến đi 63 tỉnh thành trong vòng nhiều năm đó của em á, thì ngoài những câu chuyện về tự hào thì em có gặp những cái khó khăn nào trên đường đi không? Hay là có những câu chuyện gì mà em cảm giác em sợ hãi không? Sợ hãi là nó có liên quan đến tâm linh không chị? Thôi, thì hôm nay mình đang nói câu chuyện về tâm linh thì đó. Mình kể một câu chuyện về tâm linh đi. Sợ hãi thì nhiều sợ hãi lắm. Okay. Có rất nhiều nỗi sợ đã xảy ra. Chẳng hạn như những lúc mà mình đi một mình trong những cái con đường tối đen thì cũng sợ. Thật ra em là một cô bé từ nhỏ em mà rất là hứng thú với lại tâm linh. Em không biết tại sao mà em rất là hứng thú với tâm linh. Vào tầm khoảng cỡ năm lớp 4, em có vào một cái thư viện và em có đọc một cuốn sách màu đen. Em không biết nó là cuốn sách gì, nhưng mà từ đó nó là cuốn sách của một cô gái đã đi khắp thế giới, cũng không phải khắp thế giới mà là đi rất là nhiều nơi trên thế giới. Và sau đó là cô đó đã nhìn ra được những cái điều rất là thú vị ở những nơi như là Ai Cập, đó, những nơi như vậy. Em không nhớ chính xác được cuốn sách đã nói gì cụ thể đâu, nhưng mà nó là một cuốn sách mà đã khơi gợi cho em về hành trình đi. Và sau đó là đã gặp được những điều rất là tâm linh. Đấy, thì trong cái hành trình mà em đi giống như kiểu là có những cái ngọn đèn mà muốn nó sáng á, thì trước đó nó phải có những lúc chập chờn á, thì em bắt đầu có những cái dấu hiệu về tâm linh trong cái thời gian mà bắt đầu đi. Em nghĩ là trước khi gặp chị á, thì em nghĩ là nói về du lịch thôi, thì lần đầu tiên em gặp là kiểu cái lúc đó là em đi Đà Lạt một mình. Em không biết sao mà em nằm trên giường, em cảm giác như có ai đang nằm kế bên mình á. Mà cái homestay đó ban đầu á là em định ở một cái homestay khác, nhưng mà vì cái homestay đó nó hết phòng nên nó dời em qua cái phòng bên này. Mà không có ai ở đó hết, hình như là nguyên cái nhà đó có mình em thầu cái nhà đó hay sao á. Mà kiểu như là nó là một cái biệt thự. Và thường thường là mọi người cũng biết là những cái câu chuyện về biệt thự trên Đà Lạt đúng không? Đấy là đôi khi người ta xây lại hay mua lại, nhưng mà nó có cái gì đó đã từng xảy ra trước đó không biết. Nhưng mà em có cảm giác rất rõ ràng là có ai đó trong phòng cùng với mình. Nó là một cảm giác nha, em không nhìn thấy nha, nhưng em biết là em có cảm giác là ai đó đang trong phòng cùng với mình. Em cảm giác em nằm xuống, người đó cũng đang nằm cạnh bên em. Nhưng mà em mở mắt ra em không thấy cái gì hết, nhưng em biết chắc chắn là có cái gì đó ở đó. Đó là lần đầu tiên mà ngọn đèn của em chập chờn. Lần thứ hai ngọn đèn của em chập chờn đó là cái lúc mà em đi xe đi Hà Giang. Lúc đó là trong cái hành trình mà em đi chinh phục cung đường lúa chính của Đông Tây Bắc. Thì em không biết sao bạn em chở em trên đường. Lúc đó là khoảng cỡ chập choạng tối, tầm 7-8 giờ tối á. Thì em đang chạy trên đường một con đường đèo, không có người xung quanh. Thì em bỗng nhiên nhìn thấy một cái bóng màu đen đi ngược lại với mình. Sao em kiểu như là em bất ngờ phản ứng thôi. Anh ơi, có người đằng trước kìa, đừng có tông người ta. Em thấy cái bóng đen đằng trước đó. Tại vì lúc đó là mình về tối mà chị, thì mình dùng đèn mình soi thì mình chỉ thấy được rất là xa, một cự ly rất là xa, chắc khoảng 10 mét. Là em thấy có một cái bóng đen ở đằng đó. Em bảo mẹ của em là anh ơi dừng lại, sao tự tông người ta. Nhưng mẹ em là bảo là ủa có ai đâu. Sao em nhìn thấy cái bóng đó đi xuyên qua xe của em luôn. Xong mà kiểu em quay đầu, em không dám quay đầu lại. Sau đó là em mới nói chuyện với bạn đằng trước là ủa anh không thấy thiệt á hả, anh có thấy gì đâu, em bình tĩnh đi, em bị gì vậy, chắc là hôm nay em đi mệt đó. Nhưng mà rõ ràng là em thấy rất là rõ luôn á, và em phản xạ cũng rất là mạnh về chuyện là em rất là sợ bạn em tông người ta đấy. Thì đó là hai cái bóng đèn chập chờn của sự khởi đầu trong cái hành trình du lịch tâm linh này. Đó, thì sau đó là tới lúc sau khi on mai thì mọi người cũng biết là em có biến cố về sức khỏe. Và đã từng thôi mình lại tiếp tục cái hành trình đó đi. Em chỉ có muốn nói tiếp không, hay là chị muốn em kể luôn cái follow này? Em kể đi. Ok, vậy thôi em kể tiếp nha. Thì mọi thứ nó chỉ là như ngọn đèn chập chờn như vậy thôi, nó không rõ ràng. Em chỉ có thể nhận biết được là lâu lâu là mình cảm giác là có ai đấy, nhưng mình không nhìn thấy gì hết. Cho đến hôm mà em có một chuyến đi rất là tự hào, đó là em đi 30 ngày khắp Tây Nguyên.
Thì trong cái hành trình đó có một cái cơ duyên rất là đặc biệt. Đó là hôm đó là em định đi cắm trại 5 người, nhưng mà không biết sao một đứa bạn của em bị Covid, nên là bắt buộc là phải đi tour ghép với lại những người khác. Và trong cái trường hợp mà em không thể nào ngờ tới được á, tức là chỉ cách còn 2 ngày nữa thôi là tới cái ngày đi cắm trại rồi. Nhưng mà đó, cơ duyên nhận đến như vậy. Và em không biết sao là vào trong cái ngày hôm đó em thấy một bạn nam. Mà kiểu bình thường là em không có bị ấn tượng với con trai lần đầu tiên gặp đâu nha. Nhưng mà em có cảm giác là có ai đó đang nhìn mình, mà mặc dù mình không nhìn họ, mà mình cảm giác là ai đó đang nhìn mình. Không phải ảo tưởng, nó thật sự nó như vậy á. Xong chiều hôm đó cùng nhau ngắm hoàng hôn với nhau, mà em cảm giác như kiểu là em chưa bao giờ cảm giác cái buổi hoàng hôn là nó thiêng liêng tới mức như vậy. Không biết diễn tả sao nữa, mặc dù em coi hình lại nó cũng hơi xấu, nhưng mà em không biết sao nó đẹp lắm nha. Nó rất thiêng liêng, mà kiểu như bạn ấy cũng chủ động là ngồi cạnh em. Đấy, xong rồi bạn ấy có nhờ em chụp giùm tấm ảnh, mà em mới cảm giác lần đầu tiên em nhìn thấy người đó em cảm giác như hào quang sáng rực rỡ. Hôm nay không phải là tiến sĩ ái tình đâu, lại lúc đó em không thích ông đó. Nhưng mà em có cảm giác là cứ như thể là người này mình gặp từ đâu ấy, từ khi nào ấy, chứ không phải là lần đầu tiên gặp đâu. Nó là một cảm giác cực kỳ quen thuộc, cực kỳ quen thuộc. Đấy, thì sau đó thì về mới bắt đầu tiếp tục trò chuyện với nhau. Thì em nhận ra là có những cảm xúc mà em không hiểu sao nó bị quá độ như vậy. Cho đến sau này thì em có thực hiện một cái ca gọi là ca thôi miên hồi quy tình kiếp. Đấy, thì tại vì trước đó thì em đã có những cái trải nghiệm tổn thương rất là mạnh mẽ về tâm lý. Đại loại là có rất là nhiều chuyện đã xảy ra và em đã bị vài cơn đau tim khá là nặng. Và em đã trải qua một cái gọi là trải nghiệm gần như là cận tử ấy. Thì sau trải nghiệm cận tử đó thì có rất là nhiều điều đã đến với em. Chẳng hạn như là có những cái ký ức trong đầu mình rất là chập chờn, mình không biết là ủa đây là ký ức của ai ta, là ký ức của cái thời xa xưa nào á, nhưng mà mình không biết nó là của mình hay là của ai. Nó có hiện trong đầu mình, có những cái giọng nói bằng những cái ngôn ngữ khác nhau ở trong đầu mình. Sao em kiểu là trời ơi, cái gì vậy, em có đang coi phim nhiều quá hay không? Nhưng mà thật sự nó cũng không giống như trong phim, nó rất là chân thực. Nhưng mà em kiểu với bạn bè em kiểu như là chắc là mày bị ảo tưởng thế nào đó. Và sau đó thì để trong quá trình chữa lành đó, em không thể chịu nổi những cái lúc mà em có những cái suy nghĩ quá nhiều như thế, nên là em quyết định đã làm thôi miên hồi quy tiền kiếp. Và em lại nhìn thấy là thì ra em với bạn đó đã có rất là nhiều kiếp sống với nhau để học qua những bài học. Thì em cũng rất là mong nghe câu chuyện của chị á. Mọi người, quan điểm thứ nhất, tụi mình không mê tín dị đoan. Quan điểm thứ hai, đây là những trải nghiệm cá nhân, không có đúng, không có sai ha mọi người. Thứ ba là tụi mình không có dọa ma, không có nhát ma. Bạn nào thấy cảm giác hơi sợ thì có thể tắt cái livestream này đi ngủ. Còn bạn nào có thể là muốn nghe những câu chuyện hấp dẫn, muốn ngủ ngon hoặc là muốn thức tới sáng thì có thể là tiếp tục nghe stream của tụi mình. Các bạn đang theo dõi Chuyện Du Lịch, nơi trải lòng và buôn chuyện của Hà Lạ Lạ, một người mê trải nghiệm, thích kể các câu chuyện văn hóa và chia sẻ các tips du lịch. Chuyện đầu tiên em muốn kể thì nó sẽ liên quan đến một câu chuyện ở Myanmar, cho nó hấp dẫn nha mọi người. Myanmar là một trong những quốc gia mà mọi người rất là nên đến, một trong những nơi mà vẫn còn đang giữ được những cái bản sắc văn hóa của họ, và họ đang trong cái khoảng thời gian mở cửa và phát triển kinh tế. Và đối với mình thì người Myanmar là một trong những người rất là giỏi. Nếu mà mọi người xem về lịch sử của người Myanmar, gọi là Burmese trước đây, thì họ đã có một cái lịch sử rất là huy hoàng. Nên là trong cái khoảng thời gian mà họ bắt đầu mở cửa phát triển về kinh tế như thế này, thì mình chắc chắn rằng là họ cũng sẽ phát triển rất là nhanh. Và cùng với đó thì cũng có thể là những cái bản sắc văn hóa như là mặc long ri và ăn trầu, mình cũng không biết được rằng là nếu như 5 năm nữa, 10 năm nữa thì họ có giữ được bản sắc văn hóa đó hay không. Thì nếu mà có điều kiện thì mình nghĩ rằng mọi người nên dành cho mình khoảng thời gian để đến Myanmar để tìm hiểu về văn hóa, về đất nước, về những cái cảnh sắc, về con người của họ trong khoảng thời gian này. Và Myanmar đã đi du lịch lại được rồi nha mọi người. Những cái thông tin về du lịch Myanmar mọi người có thể tìm hiểu trên Internet. Thì cái câu chuyện ma đầu tiên, không phải câu chuyện ma mà có câu chuyện có liên quan tới tâm linh, thì diễn ra ở Hồ In Lê. Mình đến Myanmar thì nếu mà nhớ không lầm là khoảng tháng 9 năm 2018. Thì In Lê ban đầu không phải là một cái địa điểm mà mình có ý định là sẽ ở dài ngày, chỉ tầm khoảng 2 ngày thôi. Nhưng mà khi mà mình đến Hồ In Lê rồi á, thì mình mới thấy mình thích quá đi.
tại vì nó có cái cảnh sắc khác với những vùng đất còn lại như là Yangon hay là Mandalay, những vùng đất cố đô á, thì mọi người đến Yangon hay Mandalay á, thì chủ yếu là về văn hóa, vì những cái công trình kiến trúc lịch sử, hay là Bagan thì cũng vậy, nhưng mà Inle thì không phải là công trình kiến trúc lịch sử nhiều mà về văn hóa, con người và cái cuộc sống của những người vùng quê, vùng nông thôn đó. Thì khi mà mình đến Hồ Inle thì mình bị thu hút bởi cái sự bình yên của Hồ Inle, và mình quyết định là mình ở lại thêm một ngày khi mà mình đi dạo vòng quanh cái thị trấn đó. Bởi vì khi mà đi dạo vòng quanh cái thị trấn đó thì mình cứ bắt gặp một cái căn nhà bằng gỗ tích, toàn bộ bằng gỗ tích màu đen mọi người. Thì mình bị thu hút và mình bước vào cái căn nhà đó. Và mình phát hiện ra là cái căn nhà đó họ làm homestay. Mọi người có thể hiểu homestay có nghĩa là cái loại hình ở mà mình sẽ ở cùng với chủ nhà. Thì tự nhiên buộc miệng mình hỏi rằng là ở đây còn phòng trống không? Thì cho mình thuê. Thì người ta nói là còn. Nhưng mà các bạn có biết không? Ngày hôm đó mình và người bạn của mình là hai vị khách duy nhất trong cái homestay đó. Và homestay thì chủ nhà sẽ ở dưới đất và khách thì ở trên lầu. Và mình đã quyết định là mình cũng không hiểu tại sao tự nhiên lại ở cái homestay đó, là mình đã thuê phòng ở một cái hostel khác rồi, và mình có nghĩa là mình bỏ phòng ở hostel khác để mà đi qua homestay này, và quyết định là mất tiền phòng của bên kia luôn á để sang bên homestay này ở. Và vì là một kiến trúc sư nên là khi mà đến cái homestay này thì mình đi vòng vòng xung quanh cái ngôi nhà này để tìm hiểu kiến trúc và cái cách sống của người vùng nông thôn của Myanmar thì như thế nào. Mình mới biết là họ cũng có những cái phong tục thờ cúng giống như người Việt Nam vậy đó, thì họ sẽ có một cái trang thờ, và trên cái trang thờ đó thì cũng có những cái hình ảnh của người đã khuất. Giống như là người Việt Nam thì sẽ có hình chụp của người đã khuất vậy đó. Thì bên Myanmar cũng vậy, nhưng mà cái trang thờ đó thì sẽ không phải là chụp mỗi khuôn mặt mà là hình cả người. Thì buộc tự nhiên lúc đó khi mà cũng không hiểu sao chị nhìn cái trang thờ đó thì chị lại có một cái thắc ý là không biết tối nay mình có gặp không. Đó mọi người, ở chỗ đó đó mọi người. Thì đúng thật là tối đó mình gặp. Mình với bạn mình là hai người duy nhất ở trên cái lầu, có thể gọi là gác xếp cũng được, tại bởi vì cái nhà đó bằng gỗ nên tất cả sàn đều bằng gỗ hết, và đi thì chắc chắn là sẽ có tiếng động đó. Thì nếu mà gọi là sức chứa của cái gác xếp đó thì phải đến tầm khoảng 30 người cơ, và chia ra được tầm khoảng 6 phòng đó. Thì mình cái phòng rất là rộng, có nghĩa là 6 phòng rất là rộng, và ở giường tầng bạn mình ở ngủ ở dưới, mình ngủ ở phía bên trên. Và tự nhiên đang ban đêm ngủ thì mình thấy cái bác mà mình nhìn thấy trên hình á đứng ở cuối giường. Chị nhìn thấy nhìn như thế nào? Mặt đúng không? Thấy đúng đúng người luôn. Thấy như một người bình thường luôn. Đúng như một người bình thường, mặc đúng bộ trang phục. Thì không phải là một người nhìn như bình thường. Nhìn như một người bình thường. Y chang trong hình luôn. Đúng, như và cười cười nói, có nghĩa là chị không nghe được chính thức âm thanh nó như thế nào, nhưng mà cười và nói và vẫy mình, vẫy chào mình. Tất nhiên là không phải là hù dọa mà giống như là một người chủ nhà niềm nở chào đón khách, chứ không phải là hù dọa. Nhưng mà dù sao sợ chứ. Sợ chứ. Tưởng tượng vậy. Em học ra có một cái trải nghiệm từng là thấy có người đứng cuối giường rồi, nhưng mà em thấy cái bóng bóng thôi, em thấy nguyên cái người rất kiểu. Trời ơi, sao chị đã phản ứng như thế nào ạ? Sợ. Và lúc đó mình cũng cố gắng vùng vẫy để mình thức, và khi mẹ biết cái cảm giác vùng vẫy thì sẽ làm mình mệt. Nhưng mà cũng thức được. Và em biết rằng cái thời điểm mà năm 2018 thì cái dung lượng 3G 4G nó sẽ rất là mắc. Nên là đối với chị thì thời điểm đó 3G 4G chỉ là để đúng, mình chỉ sử dụng đúng cho việc check bản đồ hay là xem về booking và các thông tin về du lịch, không bao giờ mình sử dụng cho những cái hoạt động giải trí như là lên internet hay là xem YouTube hay làm gì cả. Nhưng mà cái ngày hôm đó chị quyết định là chị đốt hết dung lượng 3G cho việc giải trí, bởi vì sợ và mình không muốn ngủ, bởi vì mình ngủ thì có thể là mình sẽ gặp lại bác đó. Nhưng mà rốt cuộc là sau khi mình đốt xong hết dung lượng, mình vẫn ngủ. Trời.
mà mình vẫn gặp. Là gặp có nghĩa là lúc mà chị ngủ là chị nhìn thấy trong giấc mơ hả, hay là lúc kiểu là mơ mơ màng màng đó. Kiểu mơ mơ màng màng chứ không phải là mình đang thức mà mình nhìn thấy, mà kiểu là dạng mơ mơ màng màng thì mình sẽ nhìn thấy như vậy đó. Thì lại một lần nữa nhìn thấy, nhưng mà lúc đó cảm giác mình khó chịu rồi, mình không còn, không phải là sợ nữa mà khó chịu. Khó chịu và mình có một cái tác ý là thôi bác ơi bác cho cháu ngủ đi, cháu mệt lắm rồi, đủ rồi bác, cho cháu ngủ đi. Ừ thì đúng thật là lúc đó thì bác đi thật, bác để cho mình ngủ, chứ có nghĩa là không có hại gì mình hết. Như vậy thì đối với chị đó là một cái trải nghiệm mà không phải là không đáng sợ, mà chị cũng đã có một cái trải nghiệm để nhớ về vùng đất Inle. Và đối với chị thì Inle vẫn luôn là một cái điều tuyệt vời, vẫn là một cái vùng đất thanh bình và tuyệt vời đối với chị. Còn một cái trải nghiệm thứ hai đi, là ở Campuchia. Cái này thì nó hơi bi thương một chút. Campuchia thì thật ra chị cũng đi khá là nhiều lần rồi, thì nhưng mà cái lần cuối cùng gần nhất khi mà chị đến Campuchia thì chị có ghé thăm cánh đồng chết ở Phnom Penh. Trước khi về thì có nghĩa là thường mọi người đi từ Việt Nam sang thì sẽ đến Phnom Penh rồi sẽ đi theo cửa khẩu để về lại Sài Gòn đó. Thì cái ngày trước khi về thì chị quyết định là sẽ đến cánh đồng chết. Thì thường khách du lịch khi mà đến cánh đồng chết sẽ được phát cho những cái tai headphone về thuyết minh các địa điểm ở trên cánh đồng chết, để biết xem là ở cái địa điểm đó đã có những cái cực hình, những cái sự đau thương nào. Ở đây thì chị sẽ không có chia sẻ những cái thông tin về sự đau thương đó đâu. Nếu mà bạn nào quan tâm về những cái thông tin đó thì có thể là xem những cái clip trên YouTube hoặc là xem những bài viết về cánh đồng chết đó mọi người. Mình tin rằng là những ai có sự thổn thức ấy, thì xem sẽ rất là động lòng và có thể là khóc. Nên là ở đây thì mình sẽ không có kể quá sâu, để dành cho bạn nào muốn tìm hiểu sâu thì sẽ tự đi tìm hiểu thông tin sâu ha. Nhưng mình chắc chắn rằng là sẽ rất là xúc động. Và ngày hôm đó thì mình nghĩ rằng là phải tới 80% mọi người, kể cả người Việt Nam hay là khách du lịch nước ngoài khác, hay là kể cả người Campuchia đến đấy, phải đến 80% mọi người khóc. Và chị và người bạn đi cùng với chị cũng khóc rất là nhiều. Và đa số mọi người chỉ dám đi ở trong cái khu vực xung quanh đó thôi, chứ không ai dám bước ra cái khu vực phía đằng sau. Khu vực phía đằng sau là khu vực không có được khai quật. Có nghĩa là phía đằng trước thì mọi người đã khai quật rồi, còn phía đằng sau thì còn rất là nhiều những cái sự đau thương. Chị sẽ không muốn dùng những cái từ nó có tính sát thương ở đây. Không được khai quật tại bởi vì thứ nhất là chính phủ Campuchia cũng không có đủ kinh phí. Thứ hai là muốn giữ cho những cái linh hồn đó họ được an nghỉ. Thì không ai, thường là không ai dám ra. Chị là một trong số ít những người ngày hôm đó, chắc là ngoài chị thì một hai người nữa đi ra cái khu vực phía sau đó. Và ai đi ra đó thì cũng vừa đi vừa khóc. Và chị khóc rất là nhiều, khóc mà gọi là nhòe hết cả mắt. Mình vừa đi mình vừa nghe cái thông tin của cái radio đó, mình cứ khóc. Và ngày hôm đó thì gió cũng rất là mạnh nữa, tại bởi vì hình như là ngày hôm đó có bão, nên là gió mạnh nó cứ xào xạc qua những hàng phi lao ấy. Rồi ở đó có một cái hàng dây thép gai để phân định giữa cái khu vực chứng tích đó với lại cái khu vực cánh đồng của người dân, người ta vẫn đang sinh sống ở khu vực đó. Thì tự dưng mình khóc nhiều, thì trong lúc mà mình nhòe hết mắt đó, thì mình nhắm mắt lại để lấy hết nước mắt ra. Thì tới lúc chị mở mắt ra lại thì chị thấy nhân dạng của một người đàn ông đứng trước mắt mình, mặc một bộ đồ bà ba màu đen và đeo một cái khăn rằn giống như thời Pol Pot vậy đó. Nhưng mà đen đú một cách chị không thể nhìn thấy được mặt luôn, đen tới mức độ mà mình không nhìn thấy được trên khuôn mặt, mặt mũi hay mắt như thế nào hết. Nên là chị không biết đó là người hay là nhưng mà đứng xa chị ông hay là ngay trước mặt luôn? Đứng trước mặt luôn. Có nghĩa là chị đứng phía bên đây là cái hàng rào dây thép gai nè, thì cái người đó đứng bên phía bên kia dây thép gai và đưa cái tay ra khỏi dây thép gai. Sợ quá vậy. Đứng, có nghĩa là cái bàn tay đó phía trước mặt chị. Ghê quá vậy.
Sợ dữ. Mà nó có nhìn như thế này không, hay là nó là chỉ là bóng 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 thôi? Chị thấy rất là hiển hiện, nhưng mà đen, đen như một màu màu đen của than vậy đó em. Wow. Wow. Ừ. Sợ quá. Nên là chị nói là chị không biết, tại vì mắt mình lúc đó rất là nhòe, mình cũng không biết được rằng là mình đang thấy cái gì. Nhưng mà lúc đó cảm giác sợ mà là sợ thương, chứ không phải sợ mà là sợ hãi. Chỉ có điều là lúc đó chị cũng không biết là chị thấy cái gì, chị biết rằng là mình cứ tiếp tục mình đi. Tại vì cái cảm xúc của mình lúc đó là sự thương cảm. Ừ. Cái không khí lúc đó là mình rất là thương, nên là cứ thế mà bước đi thôi. Và em biết không, là ngày hôm đó khi mà trở về Việt Nam ấy, thì bạn chị nhập viện. Chị cũng bệnh hết 3-4 ngày. Chị không hiểu tại sao là bình thường chị là một người không dễ bệnh, nhưng mà trong các chuyến đi khi mà đến những cái khu vực mà có thể gọi là nhạy cảm về tâm linh ấy, thì chị rất là dễ bệnh. Kiểu cũng có thể, em có thể ví dụ như là sau này khi mà đến vùng đất là Spiti Valley chị cũng bệnh. Và hay là gần đây nhất là đi Zanskar thì chị bệnh ngay từ đầu hành trình đến cuối hành trình. Và đến 3 tháng sau khi từ Zanskar trở về Việt Nam, chị vẫn còn dư chấn của việc bệnh. Và đó, những có những cái trải nghiệm về tâm linh mà hai chị em mình gặp ở gần đây. Nhưng mà đối với chị thì nó không phải là cái chuyện chị sợ, mà đó là những cái trải nghiệm để mà mình hiểu nội tâm mình hơn, mà mình có sự yêu thương nhiều hơn. Thay vì người ta nói rằng là giải hay gì đấy, thì chị chỉ cảm nhận đó là tình yêu thương thôi. Em thì tầm 3 năm trước em cũng có trải nghiệm là em ở Huế. Lúc đó em đi Huế với bạn của em, xong rồi em ở trong một cái phòng dorm, mà không hiểu sao nha, em cảm giác như là có một ai đó đã giao tiếp với em. Và em nhìn thấy nó cũng trong một trạng thái hơi hơi giống chị, là nửa tỉnh nửa mê á. Nó không phải lúc em ngủ và em mơ thấy, cũng không phải lúc em tỉnh táo thấy, nhưng em thấy một người họ đang mặc đồ kiểu dạng như trang phục cung đình á. Cung đình hồi xưa của Huế á. Và họ nói với em cái gì đó, mà em cảm giác rất là nặng đầu luôn. Lúc mà em cảm giác rất là nặng đầu luôn. Em về và em bị đơ, cũng bị bệnh mấy ngày á. Lúc ở Huế cũng có một cái trải nghiệm như vậy. Có một trải nghiệm ở nước ngoài đó là chị đi Ayutthaya của Thái Lan chưa? Chưa, chị đi chưa đi Ayutthaya. Thì nó là một cái cố đô rất là thiêng của Thái Lan. Thì em mới đi đầu năm nay thôi, hồi tháng 4 á. Em không hiểu sao, lúc đó là chuẩn bị đi Thái Lan rồi, chưa bước tới địa phận Thái Lan nha. Nhưng mà em luôn nghe thấy tiếng gọi, và em biết tiếng gọi đó đến từ Ayutthaya. Thế nên kể là có rất nhiều người đã gọi em một cách như kiểu là trong những cái concert mà Hòa Thanh á, có rất nhiều là cái tiếng gọi tên của em. Gọi là một cái tiếng gọi, em không thể là dịch nó ra được, nhưng mà em biết cái ý nghĩa của nó là hãy đến Ayutthaya đi, chúng ta đang đợi, chúng ta đang đợi con. Hãy giúp đến Ayutthaya đi, chúng ta đang đợi con. Giờ nghe nổi da gà. Giờ cũng nổi da gà đúng không mọi người ơi? Trời ơi, nổi da gà đúng nè. Trời ơi, giờ mà có thể nổi da gà luôn. Thấy chị thấy đi. Nổi da luôn. Trời ơi, đấy là hôm đấy, hay là hôm đó là nghe thấy là không hiểu sao mà nghe cái tiếng gọi đó. Và tới khi mà em tới được Ayutthaya, mặc dù là có rất là nhiều cái biến cố, tại vì đi tới đó cũng khá là gian nan, kiểu lúc đó là mới dịch xong á, nên là những cái tuyến xe nó không còn ở đó nữa ấy. Nên là phải đi khá là khó, nhưng cuối cùng cũng tới được đó. Và không biết sao nhưng mà cảm giác một cái bầu không khí nó linh thiêng khó tả lắm, mà đúng là cũng là nghe lại cái tiếng gọi đó, nó đúng hẹn ở nơi đó, xuất phát từ đó luôn. Đấy. Và một lần nữa thì là cũng mới gần đây là em đi Bali á. Thì em có lên cái đèn Lampion mà mọi người hay chụp á, là có một cái mặt nước phản chiếu ở dưới á. Nói chung là thật ra nó chỉ là một cái miếng kính thôi. Nhưng mà chỗ đó cũng khá là thú vị. Em không biết sao nhưng mà mặc dù nhiều người bảo là đừng có đi cái đó, tốn thời gian lắm. Là một người tính cách như em mà chưa chắc là đi cái đó, nhưng không biết sao em trong thôi thúc là em phải đi cái đó và đi đầu tiên luôn. Mặc dù đợi các thứ nhưng mà lên tới đó rồi thì vẫn thấy không biết sao, dù đợi nhưng mà vẫn thấy vui. Và sau đó thì em bị một cơn sốt rất là nặng. Một cơn sốt cực kỳ nặng, em chưa bao giờ trong cuộc đời em bị một cơn sốt như thế. Ngay cả việc mà em vào trong phòng khách sạn đó, em cũng cảm giác nó hơi kỳ kỳ, cái bầu không khí nó hơi kỳ kỳ. Cảm giác nó không có chỉ mình á. Đấy, thế là hôm đó em bị sốt rất là nặng, em bị sốt cực kỳ nặng luôn. Và em cảm giác như kiểu là mình bị vỡ vụn ra vậy á. Cảm giác như là hôm đó là 2 tiếng trôi qua thôi, mà em cảm giác là chắc phải cả vài ngày trôi qua, nó rất là dài. Và em cảm giác là khi cuối cùng khi mà
các cái mảnh đó nó hợp nhất lại thì em nhìn thấy đúng cái ngôi đền nó hiện ra luôn. Và cảm giác là kiểu trời gì vậy. Và sáng hôm sau thì em lại quay lại trạng thái bình thường. Nhưng mà cái trải nghiệm mà cái cơn sốt cực kỳ nặng đó và nhìn thấy ngôi đền đó sau khi mà cái cơn sốt đã hết á, em cảm giác nó là một trải nghiệm khá là thú vị cho mặt tâm linh. Bây giờ chị hỏi chút xíu nha. Khi mà em có những cái trải nghiệm mà được gọi là về tâm linh như vậy á, thì em có sợ không? Và nếu mà theo như một số bạn sẽ nói rằng là ok, nếu mà thấy nhiều như vậy thì tại sao còn đi du lịch, mà tại sao còn lại còn đi du lịch một mình, thì em có sợ không? Thật ra hồi đầu sợ chứ. Em là một đứa siêu sợ ma luôn á. Hồi nhỏ là em luôn luôn tưởng tượng là trong nhà mình có, và lúc nào là em đi đánh răng hay đi vệ sinh buổi tối là phải dắt ba mẹ theo kè, em rất là sợ. Nhưng mà sau đó thì cứ dần dần nó sẽ thành quen và mình nhận ra là thật ra như chị cũng thấy đó, là những cái trải nghiệm là họ cũng đâu có hại mình đâu. Họ không thể hại mình được. Tại vì em biết là có thể họ sẽ tác động vào ý nghĩa của mình, nhưng mà họ đâu thể nào mà có thể là như trong phim được tác động vào mình như thế. Thì em chỉ nghĩ đơn giản là ngay cả việc với con người cũng vậy, là mỗi khi mà em sợ em có thể trấn an bản thân, ngay cả những lúc em đi một mình thì gọi là ta không hại người, người cũng không hại ta. Mà nếu mà người hại ta thì vì ta đang nợ người cái gì đó thì tới lúc mình phải trả thôi. Thì em sẵn sàng đón nhận là nè, nếu mà bây giờ là tôi nợ người thì trả thôi, không có gì hết. Thì đó, thì đối với em là em có cái tâm thế như vậy. Nên là dù là em gặp thì em vẫn thấy là chẳng hạn như là thật ra người hay là ma quỷ như mọi người nói thì em nghĩ là cũng có người này người kia, thì cũng có ma này ma kia, thì kiểu là cũng có những người tốt người xấu, thì đó cũng có những cái người, những cái vong ấy, như là cái cô ở hồ Inni của chị thôi, thì cô ấy có làm gì chị đâu, chỉ là chào đón khách thôi. Thì em thấy có việc gì đâu mà phải sợ họ, nếu mà họ có làm gì mình thì cũng là vì một lý do gì đó thôi. Và em cũng không vì vậy mà em phải từ bỏ cái đam mê du lịch của mình. Mình cứ đi thôi, mình đón chờ mọi điều phía trước, tại vì em tin là mọi điều đều có lý do của nó. Thế chị có sợ không? Nếu mà gọi cảm giác lần đầu tiên sợ hay không thì có. Giật mình hay không? Có. Nhưng mà sau đó thì mình nhận ra được rất là nhiều thứ và cho mình rất là nhiều bài học em. Và mình thấy rằng là cái tình yêu thương của mình nó nảy nở hơn rất là nhiều. Thay vì mình sợ thì mình lại thấy mình thương. Nếu mà ở đây chị đang không muốn là mình lặn vào những câu chuyện, mình kể những câu chuyện như thế nhiều quá, mà chị muốn hỏi những câu hỏi nhiều hơn. Vậy thì nếu mà vậy thì theo em á, mọi người, ví dụ như ở đây ha, chị không phải là người có một cái tín ngưỡng Phật giáo nha. Em hình như em cũng không phải là người có tín ngưỡng Phật giáo, phải không? Hà chia sẻ với mọi người là Hà không phải là người có tín ngưỡng Phật giáo. Hà là người thích tìm hiểu về văn hóa, về tôn giáo. Thì kể cả Hồi giáo, Phật giáo hay Kỳ Đa giáo hay hay là Thiên Chúa giáo hay tất cả tôn giáo nào, Hà cũng muốn tìm hiểu. Và nếu như mà có một cái tôn giáo nào đó mà thời điểm này Hà đang bị thu hút nhiều nhất thì có lẽ là Phật giáo Tây Tạng. Có lẽ là do là những lần mình tới những khu vực về Phật giáo Tây Tạng thì mình cảm nhận một cái nguồn năng lượng nào đó làm cho mình bị thu hút. Chứ Hà đang không theo bất cứ một cái tôn giáo nào hết nha mọi người. Thì có những cái từ người ta gọi là du lịch tâm linh. Vậy thì theo em, như thế nào là du lịch tâm linh? Cái này cũng hơi khó trả lời ha. Cái này không phải là tụi mình đang cố gắng định nghĩa nha mọi người, mà là góc nhìn của tụi mình về trải nghiệm của tụi mình về du lịch tâm linh thôi hả mọi người. Thì theo Mavis thì thế nào là du lịch tâm linh? Theo bản thân em, theo em thì là như mọi người á, thì mọi người sẽ nghĩ là du lịch tâm linh sẽ là đến những nơi mang tính chất tâm linh hay là tôn giáo. Ví dụ như là đến nhà thờ hay là chùa hay là những cái tu viện. Nhưng mà em thấy cốt lõi của việc đến những nơi đó là một phần để tìm hiểu về những cái giáo lý của tôn giáo đó, và một phần là tìm lại cái cảm giác bình yên đó. Thì là mình sẽ đi tìm những cái khoảnh khắc đó. Mặc dù là mình có đi về tôn giáo nào cũng vậy. Ngay cả việc là em cũng giống chị, em nghĩ là em đã bị thu hút bởi Phật giáo Tây Tạng từ rất lâu rồi. Một cách nào đó, dù là em chưa biết về Phật giáo Tây Tạng như thế nào, nhưng em biết là em đã bị thu hút bởi Phật giáo Tây Tạng. Nhưng mà khi mà em đến Thánh địa La Vang,
ở Quảng Trị hay là đến những cái nơi Hồi giáo, Hindu giáo thì em vẫn cảm giác có một cái gì đó rất là thiêng liêng, rất là tĩnh lặng, và đó cũng là những khoảnh khắc mà mình nhìn lại bản thân mình và hướng thiện. Thì đối với em là đạt tới cái như vậy thì là mọi người muốn có những cảm giác đó thì đó là một dạng người tâm linh. Ngoài ra thì đối với em thì tâm linh có nhiều định nghĩa, mà như em là có thể hơi đơn giản đi, tâm là coi như là tâm hồn, linh là linh hồn đi. Đó. Thì đôi khi là mình đi để mình hiểu, em đi rất là nhiều thời gian qua để mình hiểu là thật ra trước một sự kiện tâm hồn mình như thế nào, linh hồn mình như thế nào, phản ứng trước mọi chuyện như thế nào, và dần mọi thứ đã trở nên tốt lên, phát triển hơn. Mình thấy được một cái sự phát triển hơn trong cả tâm thức của mình và linh hồn của mình. Thì đối với em thì ngay cả việc em đi những chuyến đi trong thời gian qua cũng là hành trình để em tìm về sự tĩnh lặng, tìm về bên trong mình để mình hiểu hơn về tâm thức và linh hồn mình. Thì đó là góc nhìn của em. Như vậy. Vậy thì có lẽ là phải chăng là đi du lịch là một phần của hành trình để tìm hiểu về bản thân, để tìm hiểu về tâm hồn và linh hồn của mình. Có thể hiểu như vậy được không? Có thể hiểu như vậy được. Đôi khi em thấy mọi người là phải thần thánh hóa tâm linh là những cái kiểu phức tạp lắm. Nhưng thật ra đôi khi tâm linh vẫn đang ở trong cuộc sống của ta thôi. Em thấy là ngay cả chị với em là những người phụ nữ đã đi nhiều và đã phát triển nhiều hơn về tâm thức và linh hồn của mình. Thì đôi khi là chúng ta đã đi vào một hành trình tâm linh mà chúng ta đi một cách rất tự nhiên. Đến một ngày nhìn lại thấy là Các bạn này hỏi hay nè chị. Vậy chị và Mavis có giới hạn nào đặt ra để giữ lấy cái tín ngưỡng bên trong mình nếu mình không theo tôn giáo trong những câu chuyện tâm linh đã gặp? Tôn giáo sẽ đưa ra cho con người hệ thống kiến thức để con người hướng theo một tôn giáo đó. Nhưng mà mình đó là mình là những người gọi là vô thần đúng không? Gọi là không theo tôn giáo nào. Thì dựa trên những cái trải nghiệm của mình thôi, thì những cái mình đã rút ra làm sao để mình biết là nó đúng cái giới hạn và không bị sai đường lạc lối, em hiểu là thế. Thật ra thì giống như kiểu là mình có thể đọc rất là nhiều sách, dù cho là một cái chủ đề thôi, chẳng hạn như là chủ đề phụ nữ du lịch, hoặc là một cái chủ đề về quan điểm tiền kiếp, hoặc là quan điểm về vũ trụ. Đó thì sẽ có rất là nhiều cái gọi là tư tưởng khác nhau, không có thể nào mà giống nhau hoàn toàn được. Nhưng mà chọn cách tiếp thu thế nào là chuyện của mình. Như em á, thì em nhìn, em sẽ chọn lọc thông tin, kiểu mình sẽ không có tiếp thu hết tất cả, mà mình sẽ xem là mình cảm nhận được cái nào nó phù hợp với những gì mình đã trải qua. Và em là một người rất là tin vào những cái thực nghiệm của mình và những cái hiệu quả của những cái trải nghiệm đó. Ngoài ra thì em thấy là mọi thứ xoay quanh những cái gì mà em luôn tin, nó sẽ là có luật nhân quả. Đó, em rất là tin vào luật nhân quả. Thì đấy, mình sẽ có những cái, đương nhiên là em cũng sẽ tìm hiểu về các cái tôn giáo và em sẽ tìm ra một điểm chung nào đó. Tại vì thật ra nếu mà mọi người để ý thì nó sẽ có một cái gì đó chung của tất cả các tôn giáo đó. Thì mình sẽ có xu hướng là mình nhìn vào bản chất chứ sẽ không có bị bám vào câu từ. Đấy, thì em thấy đó cũng là một cái lợi của những người không theo tôn giáo. Tại vì họ sẽ có một cái nhìn bản chất hơn. Tức là ví dụ như là có cái định nghĩa. Định nghĩa đó có nghĩa là miêu tả một cái vật như này, thì mình sẽ nhìn thẳng vào cái này và mình không biết định nghĩa nó như thế nào, nhưng mà mình vẫn hiểu được cái bản chất của điều đó. Ok, không biết là mọi người hiểu ý của Mavis hay không. Có miêu tả như thế nào? Nói một câu ngắn gọn là tin vào trái tim mình. Đúng rồi. Thế còn chị thì chị định nghĩa du lịch tâm linh là như thế nào? Thì chị cũng không phải là một người thích các địa điểm về tôn giáo theo hướng gọi là đi hành hương. Chị rất thích tới những địa điểm tôn giáo, nhưng mà lại là theo, đầu tiên nha, là theo hướng là thích là quan sát viên. Quan sát viên ở đây là gì? Chị thích quan sát rằng cái kiến trúc đó như thế nào, những người đến những địa điểm tôn giáo đó họ làm gì. Ví dụ như là một cái địa điểm về tôn giáo đó thì những người hành lễ họ sẽ làm gì, những cái phong tục của những cái buổi lễ đó thì sẽ như thế nào. Thì cái quan sát viên đầu tiên là như vậy. Và bắt đầu sau những cái gọi là mắt mình nhìn thấy thì bắt đầu trái tim mình mới cảm, xem là mình cảm gì, mình cảm như thế nào. Đối với chị là du lịch về tâm linh thì
đối với chị là chị đi theo hướng như vậy, chứ chị không phải là một người gọi là đi du lịch tâm linh là vì mình không có một cái tín ngưỡng về Phật giáo hay Thiên Chúa giáo hay Hồi giáo để mà đi hành hương. Và trong quá trình mà mình đi như vậy á, thì mình thấy có những cái chứng nghiệm bất ngờ. Nếu mà không phải là kể một câu chuyện nó quá sâu hoặc là sẽ bị ảnh hưởng tới một số người khác, chị rất là ngại khi mà chị kể một câu chuyện nào đó bị ảnh hưởng tới một số người khác thì chị sẽ không kể. Nhưng mà ví dụ như là trong cái chuyện gần đây nhất là ở Phúc Tổ á, khi mà Phúc Tổ, đó chỉ là một câu chuyện cá nhân chị thôi, thì cái thời điểm cuối cùng khi mà bước ra khỏi tu viện Phúc Tổ thì chị ngồi thiền. Cả một cái khoảng thời gian trekking đến Phúc Tổ là cái hành trình mà mình phải tự đấu tranh với bản thân mình á, là đi hay không đi, dừng lại hay là đi tiếp. Tại bởi vì mình rất là yếu, và em biết là chị cố gắng, chị không ho. Tại bởi vì lúc đó mình cảm giác, chị cảm giác như là phổi chị là chưa toàn nước. Và khi mà mình ho một phát là nước nó cứ tuôn ra. Mà cũng không hiểu là nước từ đâu ra mà phổi mình nhiều nước đến như vậy. Nên là mình cứ cố gắng đấu tranh xem là thôi hay giờ mọi người cứ đi tiếp đi. Mình ngồi đây chờ mọi người thôi, mình không đi nữa, không đi nữa đâu. Nhưng mà mình cố gắng đi. Và khi mà mình tới, và em đã biết cái câu chuyện chị nói về cái hang đó rồi. Đúng không? Nhưng mà chị sẽ không kể quá sâu về câu chuyện cái hang đó đâu. Chỉ biết là khi mà mình chạm tới được hang ở cái phút ở Phúc Tổ đó thì mình cảm giác một cái năng lượng gì đó nó rất là kỳ lạ, rất là diệu kỳ với mình. Và khi mà trekking ngược trở ra Phúc Tổ thì chị có ngồi thiền. Đó là lần đầu tiên chị thiền. Có nghĩa là trước đây cái đầu mình không thể tịnh được để mà mình thiền. Khi mà mỗi lần mình thiền thì đầu mình sẽ cứ lơ lửng ở đâu đó, không thể nào mà ngồi thiền được. Mà tự nhiên ngày hôm đó chị ngồi thiền và cảm giác trong lòng mình rất là bình an. Một cái gì đó rất là lạ kỳ, diệu kỳ ở đó. Và cái cảm giác đó nó tới bây giờ, tới cách bây giờ là 3 tháng rồi, mình vẫn cứ nhớ về cái cảm xúc ngày hôm đó. Tại sao một cái gì lạ kỳ đến như vậy, nó diệu kỳ đến như vậy. Và cái hành trình đó hơn 3 tháng, và cái ngày hôm mà tới Phúc Tổ đó đến bây giờ, chị nghĩ nó là một cái dấu mốc cho một cái trải nghiệm tâm linh suốt khoảng thời gian vừa rồi. Mà em cũng làm một phần trong cái trải nghiệm đó của chị. Đúng là sau cũng một phần là sau cái trải nghiệm cận tử đấy, em mới bắt đầu có thể thiền được đó chị. Trước đó em cũng không phải là để cho tâm mình động tỉnh được. Thì đôi khi là nó cần một cái những cái cú hích đó chị. Và cơ duyên đã dẫn chị đến vùng đất đó để kích hoạt một cái gì đó. Các bạn hỏi là chị có nghe truyền thuyết rằng là khi mình travel vào rừng và khi ra khỏi rừng thì phải chào bái trước, khi về nó không sẽ có linh hồn bám theo. Em có nghe người local nói về đó không em? Chị thì thật ra thì chị không rõ về cái chuyện là phải chào bái trước hay là như vậy. Nhưng mà đối với chị thì đi tới địa điểm nào thì cũng cần phải có sự thành tâm. Kể cả những lần trekking đi vào rừng thì ban ngày hay bữa tối thì lúc nào chị cũng thể hiện sự thành tâm. Đó là điều thứ nhất. Hai là không phải chỉ ở Việt Nam không đâu, mà đối với những cái cung đường ở nước ngoài nha. Có một cái sự lưu ý với mọi người á, thì tụi mình đi đâu tụi mình rất là hay thích là đem những cái món quà kỷ vật ở nơi đó về á. Nhưng mà đối với những nơi linh thiêng kiểu dạng như những vùng đất Himalaya á, thì rất là không nên đem những thứ kiểu dạng giống như là những viên đá, những hòn sỏi ở những nơi đó về ha mọi người ha. Đó là những điều rất là đối với những người Himalaya thì đó là một điều rất là không nên, kiểu là đổ ở đâu thì nên để nó ở đó. Không có được tự tiện mà đem về, kiểu dạng giống như vậy. Và thật ra thì có một cái này thì chị nghĩ rằng là một cái điều hơi phạm của chị, chắc là chị cũng nên kể với mọi người. Mặc dù mình là người mình nghĩ là lúc nào mình cũng thành tâm á, nhưng mà cũng có lúc chị nghĩ rằng chị đã phạm rồi. Nếu mà mọi người có theo dõi cái hành trình đi
Zanskar, Ladakh vừa rồi vào tháng 7 và tháng 8 vừa rồi của mình thì có đọc story trên Insta thì sẽ biết rằng là mình bị hư cái tay điều khiển drone và nguyên cái hành trình ở Zanskar mình không bay drone được. Thì để mình sẽ kể lại cái câu chuyện đấy cho mọi người nghe là mình nghĩ rằng mình đã phạm điều không hay. Đó là khi mà mình đi xe vào cái địa phận của Zanskar thì mình gặp đầu tiên là cái tu viện ở Random. Thì nếu như mà gọi là mình làm cho đúng thành tâm á, thì mình sẽ cần đi lên tu viện và mình chiêm bái trước. Nhưng mà ngày hôm đó mệt, đi một hành trình rất là dài và mệt, từ Kagyu đến Random rất là mệt. Thì mình có một cái hành động không đúng, đó là mình không có, tại vì muốn lên tu viện thì tu viện nó nằm trên một quả đồi nhỏ, để sau này khi mà làm clip về Zanskar thì mình sẽ cho mọi người xem, tại vì đó là cái nơi duy nhất mình bay drone được và sau đó thì không có bất cứ một cái footage drone nào hết hết mọi người. Thì mình đã làm biếng, không có đi lên cái đền, cái tu viện đó để chiêm bái, mà đứng ở phía dưới và quyết định bay drone và bay lòng vòng đủ thứ hết. Và có một cái hành động xảy ra là lúc đó, lúc mà cất những cái thiết bị vào á, thì mình đã quên cái tay điều khiển, mình không có cất cái tay điều khiển vào. Và xe chạy đi tầm khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ tới một cái địa điểm khác. Thì lúc lấy drone ra định bay thì mình mới sực nhớ ra là mình đã quên, không có cất cái tay điều khiển vào. Và mình quyết định là cho tài xế quay lại để lấy. Có nghĩa là mình đã làm trễ hành trình của cả nhóm, nhưng mà mọi người rất là happy, cũng rất là giúp đỡ mình ấy. Nên là cả nhóm quyết định là sẽ đi quay trở lại để lấy cái tay điều khiển đấy. Nhưng mà quay trở lại thì không có thấy cái tay điều khiển. Thì lúc đó chỉ có một cái tác ý trong đầu, kiểu là kiểu giống như là mình có một cái sự, mình không nói bằng lời nhưng mà mình có một cái sự thất kính ở trong đầu. Tại vì trong cái hành trình quay trở lại thì mình có một cái niệm là làm ơn cho con tìm thấy được cái tay điều khiển của con. Nhưng mà lúc mà không tìm thấy, có nghĩa là mình, cái sự nóng giận của mình nổi lên và mình có một cái sự tác ý là mình xem thường. Ừ, thì em biết không, rốt cuộc là sau khi đó đi một đoạn đường nữa thì có một người nói rằng là thấy cái tay điều khiển của chị. Nhưng mà khi mà, có nghĩa là người ta đi trên đường, người ta thấy và người ta nhặt giúp chị. Nhưng mà thật ra là cái tay điều khiển đó đã bị cái xe khác đi trước cán. Có nghĩa là tìm thấy nhưng mà nó đã hư rồi và không có sử dụng được nữa. Và đó là lý do mà nguyên cả cái hành trình Zanskar đó chị không còn cách nào để có thể bay drone được những cái vùng đất xinh đẹp hay là những cái vùng linh thiêng ở Zanskar. Nên là rất là xin lỗi là chị không có một cái footage đẹp nào để giới thiệu với mọi người về vùng đất ở Zanskar. Có nghĩa là mình đã phạm một điều không tốt, nên là mình không được phép giới thiệu, mình không có được những cái điều tốt đẹp nhất, mình không đủ tốt để mình giới thiệu được những cái điều tốt đẹp nhất về Zanskar. Và có thể là mình cần sự sám hối vào một lần nào đó tiếp theo mình quay trở lại để mình thành tâm xin lỗi, và biết đâu lần quay lại đó thì chị mới có khả năng để thực hiện được và có thể là cho mọi người thấy được sự xinh đẹp tuyệt vời của Zanskar. Ồ, nếu mà nói về trải nghiệm tâm linh về chuyện chiêm bái thì em cũng có một cái lần lúc mà em nghĩ chuyến đi đầu tiên của em luôn là đi Kiên Giang. Ở ngoài đó có một hòn đảo mà em nghĩ giờ mọi người vẫn ít biết ấy, là hòn đảo Hải Tặc. Gọi là đảo Hải Tặc tại vì hồi xưa là có quân từ bên Campuchia qua, và sau đó đã có nhiều người ở trên đảo đó đã mất mạng ấy. Thì đó cũng là một hòn đảo rất là thiêng. Thì thường thường là em đi với lại người bạn của em á, là bạn ấy hay đi những cái vùng đảo đó, thì bảo là thường mà đi đảo á nên lên mấy chỗ mấy ông hay mấy bà để chào một tiếng, lúc về cũng nên chào một tiếng. Thì lúc đó là tụi em cũng nghe vậy, thì cũng lên mấy ông mấy bà để chào một tiếng ở trên đó. Nhưng mà tới lúc về thì lại không chào khi về. Thế là không hiểu sao là thời tiết đang bình thường tự nhiên là bị biến động. Biến động, và lúc đó là bắt buộc là tụi em phải đi, nếu không mà sẽ không thể nào tiếp tục hành trình để về được kịp Sài Gòn ấy. Thì lúc đó là
rất là hoảng loạn, tại vì không biết sao để ra hết, không biết khi nào mới có thể về được trên đất liền. Nhưng mà sau đó thì tụi em mới nhận ra là chết rồi, hình như là mình đã quên chào bà rồi. Thế là mới lên đó chào. Và không ngờ là giữa cái tiết trời như vậy mà có một cái thuyền chở nhà sư đi ra. Lúc đó em kiểu, tại sao có thể có một cái chiếc thuyền chở nhà sư đi ra, trong không hiểu tại sao luôn. Và sau đó nhờ vậy nên tụi em mới đi ké được cái thuyền đó và về được. Thì từ đó về sau khi mà em đi những cái đảo khác như là Côn Đảo hay những hòn đảo khác thì em sẽ luôn luôn có một cái sự thành tâm trong lòng mình. Ví dụ như là vì một số lý do mà mình không đến được những cái miếu thờ ấy, thì mình sẽ chào một tiếng, đi cũng chào một tiếng. Tại vì những nơi đó không biết sao nữa nhưng mà nó rất là thiêng. Thì đấy là một trải nghiệm của em. Bạn Vô Định có hỏi là có khi nào kiểu chị đi du lịch mà bị hù dọa không cho đến nơi đó không? Kiểu bị đè, bị mơ ấy. Giống đợt chị đi tới sông Hằng bên các dàn hỏa thiêu. Thật sự nha mọi người nghĩ rằng là khi mà chị đến sông Hằng á thì là một cái nơi rất là sợ đúng không? Đối với chị luôn. Trong cái lần đầu tiên khi mà đi du lịch Ấn Độ 28 ngày á, thì cái thời gian mà chị ở bên sông Hằng, ở Varanasi, ở ngay gần những cái lò hỏa thiêu luôn đó, thì cái thời gian đó lại là cái thời gian mà chị hồi phục sức khỏe. Chị không hề gặp bất cứ một cái trải nghiệm tâm linh nào hết. Chị ngủ rất là ngon, mặc dù chị ở một mình. Có nghĩa chị lúc đó giờ không nhiều tiền nha, chị ở phòng dorm thôi, nhưng mà kiểu đang mùa vắng khách nên là không có ai ở trong phòng dorm đó cùng với mình hết. Mình là khách duy nhất ở trong cái phòng dorm đấy. Và 3-4 ngày chị ở bên dòng sông Hằng đó, sáng nào cũng dậy sớm, chiều thì đi coi lễ tôn vinh sông Hằng, rồi đi coi thiêu xác, hoàn toàn bình thường. Không có bất cứ một cái trải nghiệm nào đáng sợ hết. Mình thấy bình an. Bởi vì đối với người Hindu giáo thì cái giống như là cả một cái kiếp sống của họ chỉ là để đến cuối cùng, cái thời khắc cuối cùng họ được siêu thoát. Thật ra thì cái triết lý của người Hindu nó cũng khá giống với người Phật giáo thôi, là họ muốn được siêu thoát, họ muốn thoát khỏi kiếp luân hồi. Nên là cái thời khắc đó là cái thời khắc linh thiêng đối với họ. Và dòng sông Hằng ở khu vực Varanasi là một cái khu vực rất là linh thiêng đối với người Hindu giáo. Thì chị hoàn toàn chị không có một cái trải nghiệm nào đáng sợ ở Varanasi hết. Thì đó là trải nghiệm của chị thôi nha. Có thể là mọi người hay là chị không muốn nói là những cái YouTuber khác như thế này như thế kia kể quá hay như thế nào hết. Còn đối với trải nghiệm của riêng chị thì đối với chị thì chị có những cái ngày phục hồi sức khỏe trong cái chuyến đi 28 ngày lần đầu. Khi mà đi nhiều thì cũng mệt chứ mọi người, đi nhiều thì cũng bệnh ấy. Thì tới đó cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà chị hồi phục sức khỏe. Sau những lần trải nghiệm du lịch tâm linh như vậy, các bạn có nhận được món quà tâm linh nào không? Rồi chọn câu này luôn đi, đừng trả lời. Ok, Hữu Duyên trả lời câu này này. Em có một cái trải nghiệm khá là ấn tượng trong năm qua. Đó là sau khi em đi xong chuyến du lịch độc hành Tây Nguyên một mình trong vòng 30 ngày đấy, thì là cũng là lúc mà biến cố sức khỏe của em xảy ra. Và em đã có trải nghiệm cận tử và rồi những cái trải nghiệm tâm linh đến. Thì đối với em, cái món quà tâm linh khiến cho em cảm giác hạnh phúc nhất đó là sự tái sinh. Thật sự nó là một sự tái sinh ấy. Thì cái ngày hôm đó em nói thật là cái buổi tối đấy, lúc mà em ở trên xe cấp cứu ấy, em chỉ nghĩ đơn giản thôi, đó là mình không thể nào mà rời đi một cách mà vô nghĩa thế này được khi chưa làm được gì cho cuộc đời ấy. Và rồi em cảm giác như là mình đã gần tới việc là mình đi vào một cái đường hầm và được đưa ra hai sự lựa chọn. Một là được ở lại đây nhưng mà sẽ quên đi những cái tổn thương và đau khổ trước đó, mà sẽ sống lại như là một cái tâm thế khác, hay là chẳng tiếp tục giữ hết những cái đó trong người, ngay cả bao gồm những cái cảm xúc trước đây, cả vui buồn tiêu cực lẫn lộn đấy, và đi qua cái đường hầm đó. Thì em đã chọn ở lại, tại vì em chỉ đơn giản nghĩ thôi, mình không thể nào mà rời đi khi còn chưa làm được nhiều điều ý nghĩa gì cho cuộc đời này. Và thật sự là sau cái giai đoạn đó thì em đã có sự tái sinh rất là nhiều, trong gọi là cái sự
thay đổi rất là nhiều, sự chuyển hóa trong nhận thức của mình về mọi thứ ấy. Ngay cả việc mà nhìn nhận tổn thương, trước đây em là một người rất là hay nhìn mọi thứ tiêu cực ấy, đôi khi mình nhìn mình hay cười vậy thôi, nhưng mà đôi khi mình sẽ giữ nó trong người. Nhưng sau này thì mình nhận thấy nó là một điều đã phải xảy ra. Đấy, có rất là nhiều cái việc tái sinh liên tục diễn ra với các mối quan hệ, mặc dù là nó đã có những cái sự đau khổ. Nhưng em rất là ấn tượng với lại loài chim phượng hoàng ấy. Yeah, lại một cái chuyện liên quan tới họ nhà chim. Thì phượng hoàng niết bàn, mỗi lần mà tái sinh một kiếp sống khác thì sẽ cần phải trải qua cái nỗi đau cháy thân thể. Thì tương tự như vậy, em đã trải qua những cái nỗi đau vào cái thời điểm mà biến cố sức khỏe đó. Nhưng mà rồi em lại được tái sinh với lại một cái tâm thế mới. Em nhìn cuộc đời bằng một cách gọi là thật sự là em tích cực thật, chứ không phải là một sự tích cực ảo như trước đây nữa. Và em cảm giác thực sự biết ơn về món quà đó. Buổi livestream ngày hôm nay cũng hơi dài rồi. Mình biết là cũng hơi làm phiền mọi người vì những cái trải nghiệm ngày hôm nay không được tốt. Thì cứ coi như đó là vì khi mà mình nói là những cái chuyện về tâm linh thì đây là một phần tất yếu của chuyện tâm linh đi ha mọi người. Rất là xin lỗi mọi người. Giờ hỏi chút xíu là em cảm nhận như thế nào về buổi livestream ngày hôm nay? Em thấy vui. Vì đôi khi có những điều mà em không, thật sự không thể nào trải lòng hết được với mọi người ấy. Thật ra em có một nỗi sợ, đó là em sợ người ta sẽ đánh giá mình, hay là sợ người ta sẽ không hiểu mình khi mình nói chuyện tâm linh ấy. Thì đây là một buổi mà em nghĩ là những bạn đang còn xem ở đây, đó là một sự hữu duyên còn được kết nối và ở lại đây đến lúc này. Thì cũng là một cơ hội để các em có thể chia sẻ những điều từ trong lòng mình ra cho mọi người. Thì em thấy, đối với em thấy một sự hữu duyên, ý nghĩa, vui. Mặc dù là có những cái điều không được như mong đợi, nhưng em thấy nó đã xảy ra như cách nó đã phải xảy ra. Và chúng ta đã hoàn thành nó một cách ok mà. Chị thì chị thấy luôn ấy nấy vì những cái sự chuẩn bị của chị chưa được, có được chu đáo ấy. Thì cũng rất là xin lỗi với mọi người vì những cái vấn đề lộ kỹ thuật của ngày hôm nay. Và cũng rất là xin lỗi em vì đã để em phải quay một cái set quay rất là dài trong một ngày khá là mệt mỏi. Nhưng mà hy vọng rằng là cái hành trình của tụi mình sẽ đi cùng với nhau cũng sẽ còn rất là dài. Dài hơn là dài so với buổi livestream này rất là nhiều. Và có một cái món quà từ nhãn hàng Mutun gửi đến em. Trời, hy vọng là em sẽ thích một sản phẩm đến trong từ bộ sưu tập của Passione của nhà Mutun ha. Thì bộ này thì bây giờ chắc là mua không còn nhiều đâu, nên là thì tùy em. Bộ áo thôi em giữ lại, em có thể làm mở sau nha. Ok, thì những lời cuối của livestream sẽ dành cho Mavis nè. Mình chỉ muốn nói là mình thật sự rất là biết ơn mọi người vì đã tham dự cùng với chị em tụi mình. Và cảm ơn những người còn đang ở đây nghe tụi mình nói, lắng nghe những cái chuyện đôi khi nó khó tin, hay là những cái trải nghiệm mà mình chưa bao giờ chia sẻ. Mình cảm thấy rất là biết ơn, rất là hạnh phúc khi được ở đây. Chúc mọi người ngủ ngon. Ok, chúc mọi người ngủ ngon, bye bye. Chuỗi podcast livestream chuyện du lịch sẽ được phát sóng trực tiếp vào Chủ nhật hàng tuần trên fanpage Hà Lạ Lạ, và sẽ được phát lại trên các kênh YouTube và podcast của Hà vào thứ năm của tuần tiếp theo. Cảm ơn sự lắng nghe và ủng hộ của mọi người.